Thưa quý vị, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam tỉnh An Giang cho biết, kể từ 0 giờ ngày 8 tháng 6 đến 23 giờ 59 phút ngày 14 tháng 6 nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch đến hết ngày 27 tháng 4 âm lịch, sẽ không tổ chức thu phí khách du lịch đến tham quan, tham gia lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2023. Số tiền miễn phí cho du khách tham quan trong tuần lễ Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam dự kiến khoảng trên 1,2 đến 1,5 tỷ đồng, 20.000 đồng một vé. Năm 2014, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay, lễ hội đang được đề nghị trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 4 âm lịch hàng năm. Tính từ đầu năm đến nay, khu du lịch quốc gia Núi Sam đã thu phí trên 30,6 tỷ đồng. Hàng năm, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam thu hút gần 5 triệu lượt khách khắp nơi trong nước đến tham quan, cúng viếng.